trong năm thì anh thấy là khi mà mình chọn hoa thì cái điều gì là khách hàng họ quan tâm nhất ạ? Đối với hoa thì nó là một cái ngôn ngữ mà để người ta có thể là trao tặng nhau, cho nên đôi khi là tùy theo cái mục đích cũng như là cái đối tượng mà nhận thì người mua thì họ sẽ quyết định là nên chọn cái loại hoa nào cho nó phù hợp với lại đối phương mà chúng ta đang nhận. Thì một trong những cái điều quan trọng nhất của họ đó là người ta mang lại được một cái cảm giác cho cái người bên kia nhận, và chất lượng của cái loại hoa đó nó làm cho người ta cảm thấy được một cái sự trân trọng của một món quà. Thì đó là cái mà khách hàng họ hay bận tâm nhất. Thường thì ở trong năm thì những cái ngày lễ nào là bên shop hoa của mình là gọi là bán đắt nhất hả anh hả? Thì hầu hết thì mọi người sẽ chọn vào những ngày lễ đặc biệt, ví dụ như 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 hoặc là ngày doanh nhân, hay là dịp lễ như sinh nhật hoặc là một cái lễ ra mắt hay kỷ niệm nào đó. Nói chung là hàng ngày thì người ta đều vẫn có những cái ngôn ngữ và tặng hoa. Và hầu hết những ngày lễ lớn như mà Tứ vừa nêu ra đó thì là mọi người sẽ hay chọn hoa nhiều nhất. Em thấy trong những ngày đó thường là mình đặt hoa nó hơi bị khó khăn. Dạ, vậy thì để mà mình có thể chọn được hoa tinh tế thì em nghĩ là mình cũng phải có cái sự chuẩn bị ở trong đó. Thường thì mình nên liên hệ trước bao nhiêu lâu và mình quan tâm tới những cái vấn đề gì để mà mình có được một cái bó hoa ưng ý và được nhận một cái dịch vụ khách hàng nó gọi là chu đáo hả anh? Hầu hết thì như Thanh Huyền biết là cái thói quen của người Việt Nam mình khi mà chúng ta trao tặng hoa thì nó cũng mới xuất hiện trong những cái xu hướng khoảng tầm 10 năm đổ lại. Cho nên nó cũng chưa hình thành một cái xu hướng là mọi người phải lên một cái kế hoạch và chuẩn bị được rằng là chúng ta sẽ mua cái hoa gì hay là chi tiết cho một cái sản phẩm đó để tặng đến cái đối phương. Và hầu hết thì trước cái những cái dịp lễ Tết và những cái ngày như vậy thì mọi người cảm thấy được rằng là vô tình mình thấy là thông tin ngày mai như vậy, cái là cái cuốn lên mới mua thì mới đi tìm đơn vị. Thì khi mà đi tìm đơn vị được rồi thì mọi người mới điện tới đơn vị, thì đơn vị hầu hết họ tư vấn như thế nào thì họ lại sẽ mua như vậy, có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối vào cái đơn vị. Tuy nhiên thì vẫn có một số cái khách hàng người ta kỹ tính hơn thì người ta sẽ biết được rằng là người ta sẽ chuẩn bị cái loại hoa như thế nào tùy theo đối phương. Anh có thể giới thiệu một chút về những cái ngày đặc biệt hoặc là dành cho những cái người đặc biệt thì mình nên ưu tiên những cái màu sắc và những cái kiểu dáng như thế nào được không ạ? Như Huyền biết là những cái ngày lễ đặc biệt, ví dụ là ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 10, đó là hai ngày mà hầu hết tất cả đều tặng hoa, là bởi vì người phụ nữ Việt Nam mình là người mẹ, là người vợ, là người bạn, là người yêu, là người chị, là những người mà có thể giúp đỡ bảo bọc cho chúng ta. Vì sao là người ta lại tặng hoa cho những người đó? Thì giống như là đối với đời sống bây giờ khi mà kinh tế phát triển rồi thì cái ăn cái mặc nó không còn quá thiếu thốn nữa, và đôi khi là hàng ngày những người đó đã lo cho chúng ta những cái điều đó rồi. Dạ. Thì cái sự bất ngờ ngược lại đó là những cánh nam giới thì sẽ tặng hoặc là con cái sẽ tặng cho ba mẹ mình bằng những cái bông hoa. Thì thật ra nếu mà nói về chuẩn mực nào đó để chúng ta lựa chọn những cái kiểu dáng thì Tứ khuyên rằng là mọi người chúng ta không cần nên cái chuẩn, mà cái chuẩn quan trọng nhất đó là cái thật lòng của chúng ta. Tức là chúng ta nhớ đến những người đó và chúng ta mua và chúng ta tặng người ta làm sao người ta cảm thấy bất ngờ. Có nghĩa là chúng ta có một cái sự trân trọng và yêu thương mà chỉ có đối phương là cái người nhận được. Cho nên cách họ chọn hoa tốt nhất đó là cách mà chúng ta cầm một bông hoa và chúng ta trao tặng cho cái người đó mà chúng ta cảm thấy là nó trao gửi được cái yêu thương, thì cái đó là cách chọn hoa tốt nhất, chứ không phải là chúng ta phải đi mua hoa mất tiền hay chúng ta phải vào những shop nổi tiếng. Thì cái điều đó nó không quan trọng. Gọi là của cho không bằng cách cho. Dạ, đúng không dạ. Anh? Dạ. Mà đặc biệt là đối với gia đình thì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau rồi. Nhiều khi đi vô thì không còn bất ngờ nữa. Nhiều khi chúng ta gặp mẹ hoặc là gặp người yêu gì đó, chúng ta chỉ cần ngồi chọc cho người ta la lên một cái, giống như hàng ngày ta vẫn la, xong chúng ta đưa ra một hoa chúng ta tặng, thì cái đó là một yếu tố hết sức là bất ngờ. Mà dạ, nó thể hiện được tình cảm mà chúng ta dành cho họ. Em nghĩ là người cũng nên tặng hoa đúng cái gu của cái người nhận nữa. Dạ. Thì làm sao mà mình biết được là khách nào họ thích như thế nào hay cái gu như thế nào hả anh? Lúc này thì nó đòi hỏi cái yếu tố là nằm ở cái người mua hoa. Tức là thật sự là cái gu của cái người mà chúng ta muốn tặng á, thì nếu mà chúng ta đủ thương, đủ nhớ và đủ quan tâm á cho một cái người đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tặng quà. Và chúng ta đủ tinh tế, chúng ta đủ chi tiết để chúng ta biết được ta thích gu gì. Có những người thì người ta chỉ thích màu hồng không, mà đúng thích hoa hồng. Hoặc là có những người giống như kiểu mà bản chất của người ta là người ta sinh ra và lớn lên trong rất là nhiều màu, cho nên là người ta chỉ cần thấy màu trắng hay màu pastel là người ta không thích. Người ta phải muốn cái gì đó nó rất là nhiều màu rực rỡ. Cái người mà mua đi tặng thì phải nói rõ cho cái đơn vị biết là cái người khách này đặc tính là như thế nào. Ví dụ như là 30 tuổi nhưng mà lại thích màu mè, cho nên cái gì mà phối nhiều vô thì họ lại thích. Còn hoặc là có những người ta sẽ nói rằng là cô đó thì sẽ rất là tinh tế, có nghĩa là không cần quá nhiều hoa, nhưng mà bông nào là ra bông đó, nghĩa là cành ra cành, lá ra lá, nhìn nó phải chất lượng cái bông. Thì có những người họ rất là chi tiết như vậy, tức là thà không cho nhiều, tức là thà cho một cái bông hoa hồng nhưng mà cái bông hoa hồng nhìn vô phải đẹp mà để người ta ngắm hoài, người ta nhớ. Cái việc mà chúng ta hiểu về đối phương nhận nó quan trọng hơn là chúng ta hiểu về cái đối phương làm và chúng ta hiểu về cái đối phương trả tiền.
tức là quan trọng nhất là cái bàn tặng á, là phải tìm hiểu bên kia. Hiện nay thì Thanh Huyền thấy trên thị trường á, dường như là các shop hoa tung ra những cái sản phẩm hoa mới, những cái sản phẩm rất là lạ, thậm chí là nhập khẩu những cái loại hoa mà lạ từ nước ngoài về. Vậy thì với những cái ngày lễ mà phổ biến ở trong năm của chúng ta thì mình có dễ dàng để tìm được những cái loại hoa đó không anh? Hoa thì nó sẽ có một cái xu hướng là như thế này, có nghĩa là tại một thời điểm mà Huyền đang tặng hoa cho Tứ thì nó cũng sẽ có những cái giống của nước ngoài người ta lai tạo. Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam của mình thì Việt Nam mình cũng rất là giỏi, có nghĩa là khi mà có được cái gen đó rồi, có được cái giống đó rồi thì khoảng 6 tháng sau đến 1 năm sau là mình sẽ có, nó sẽ phổ thông ở đất nước mình luôn. Tại mỗi thời điểm thì nó cũng sẽ có những cái hoa quý, hoa nhập về, nó rất là mắc. Thật ra nếu mà để khuyên cho các bạn người tiêu dùng mà để chúng ta săn đón những bông hoa đẹp hay là những cái bông hoa thích á, thì mình vẫn ưu tiên là người Việt dùng hàng Việt. Mình nói về cái khoảng 10 năm đổ lại trước á, thì cái nền nông nghiệp về hoa của Việt Nam mình nó chưa có quá phát triển. Tuy nhiên bây giờ là những cái tập đoàn lớn đã đầu tư trồng cái lượng rất là lớn tại Việt Nam, cũng như là những cái nguồn giống thì người nông dân của mình từ kỹ thuật cho đến cái việc ra những bông hoa thì cũng không còn thua kém gì nước ngoài. Chỉ có khác một chỗ là chúng ta không công nghiệp nó và trồng theo dạng quy mô lớn để mà chúng ta có thể đủ cung và cầu cho những cái ngày lễ lớn khi mà tất cả mọi người sử dụng và chúng ta phải nhập khẩu về thôi. Cho nên là chúng ta cứ ưu tiên sử dụng những cái bông hoa Việt là bởi vì chúng ta góp phần vào xây dựng đất nước, cũng như là cái bông hoa đó nó là chính con người Việt Nam mình tặng ra thì nó vẫn tốt hơn. Thanh Huyền thấy có một cái điều mà mọi người cân nhắc nữa và mọi người phân vân là cách chọn hoa để tặng cho phụ nữ và đàn ông. Nhất là đàn ông con trai bây giờ muốn tặng hoa thì không biết tặng hoa gì, rồi cái người tặng họ có cảm thấy là họ bị yếu đuối giống như là phụ nữ hay không? Chọn hoa để tặng cho đàn ông và cho phụ nữ thì đôi khi nó cũng nên khác, là bởi vì hoa thì nó sẽ có nhiều cái loại hoa. Ví dụ như là Huyền sẽ thấy có những cái loại hoa nhìn vô thân nó rất là cứng. Hầu hết nam giới ai cũng thích hoa lan hết á. Giống như từ ba thì chú của mình ở nhà đều làm cả cái vườn lan đúng không? Thì không lẽ giờ mình tặng cho người ta một cái giỏ hoa địa lan hoặc là một cái giỏ hoa hồ điệp, làm sao người ta thấy người ta cảm thấy yếu đuối mà người ta cảm thấy rồi thích quá, giống như kiểu cho người ta một cái món ăn tinh thần nào làm người ta cảm thấy hưng phấn hơn luôn á. Còn đối với nữ thì đôi khi người ta đọc tiểu thuyết nhiều quá, người ta thích một cái bông hoa gì có trong tiểu thuyết. Rồi là người ta thích giống như kiểu là người ta thấy một cái đồi hoa hướng dương rất đẹp, người ta muốn nhận được bó hướng dương, tức là người ta theo một cái cảm xúc hoặc là theo một cái trào lưu. Thì đối với nữ thì chúng ta nên tìm hiểu cái đối phương mình thích cái gì, hoặc là cái thời điểm đó nó đang rần rần cái hoa gì. Bây giờ cũng là đã trong thời điểm cuối năm rồi thì anh có thể cho Thanh Huyền một vài những cái sự tư vấn, một vài lời chia sẻ ngắn về cái xu hướng trang trí hoa cho cái dịp cuối năm, cho những ngày ví dụ như là Giáng sinh hay là ngày Tết. Chúng ta đang ở cái thời khắc giao giữa hai cái nền thế hệ, một cái là Tây hóa, chúng ta đang hướng theo kiểu mà tối giản, một cái là chúng ta sống theo kiểu truyền thống. Thì cách chọn hoa thì đối với lại truyền thống thì người ta vẫn chọn những cái loại hoa mà giống như là nó mang yếu tố là phù hợp và nó thân quen. Ví dụ như trong nhà thì có hoa ly, hoa huệ, hoa cúc, hoa dơn, hoa lê ơn, những cái hoa mà người ta quen như vậy, người ta có thể trưng bàn thờ ông địa, hoặc là người ta dư thì người ta cắm vài bình ở trên bàn, rồi người ta trưng cúng này nọ, thì đó là những cái loại hoa thông dụng. Còn đối với những cái bạn trẻ xu hướng sau này thì bắt đầu là người ta có những cái loại hoa cao cấp hơn, ví dụ như hoa mau lương hay là hoa hồng hay là ohara, hoặc là những cái loại hoa hồng mà nó cao cấp hơn, thì cái số lượng nó không quá nhiều. Tức là người ta chỉ cần thích là một bình khoảng chừng 10-15 cành, rồi người ta để nguyên tự nhiên như một vậy. Một cái điểm nhấn trong căn nhà. Dạ đúng rồi, người ta bỏ vô thôi. Người ta thích ở nó là cái bông hoa nó nở rất đẹp, cái mùi thơm nó rất là tốt. Và khi mà nhìn vô nó là hoa nó ra hoa nó rất bắt mắt. Còn những cái hoa mà như tôi kể vế đầu á, là những cái hoa truyền thống như vậy thì nó rất là nhiều, màu sắc nó sặc sỡ. Đôi khi là không gian chúng ta đang sống tối giản, giống như đây không gian của chương trình Son Môi Đỏ, chúng ta rất là tối giản đơn giản, mà chúng ta để quá nhiều vô thì nó sẽ làm cho không gian của chúng ta nó tù túng đi, và mình trở về căn nhà của mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thì cái xu hướng thứ hai là người ta sẽ chọn những cái tối giản như vậy. Rất là cảm ơn anh Tứ ngày hôm nay đã cho Thanh Huyền những thực sự tư vấn. Cảm ơn Thanh Huyền rất nhiều, và cảm ơn chương trình Son Môi Đỏ cũng đã tạo điều kiện cho Tứ có thể ngồi đây để mà chia sẻ những kinh nghiệm của mình đến tất cả quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, Thanh Huyền tin là chương trình ngày hôm nay cũng đã cho quý vị những gợi ý rất là hay trong việc là chọn hoa cho những ngày lễ đặc biệt trong năm, cho những người thân và cho những người bạn bè của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.